Ở đây hai bạn hot 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 boy đang dẫn trên mấy cục vàng. Đây là mình đi thông qua cái đường hầm Sài Gòn nước cánh rồi. Đây không có không về, không về cái người mình chỉ là tham quan thôi. Đi tham quan đường hầm Sài Gòn nước này.
Đây, bấm cái vỏ khác, bấm cái vỏ khác. Rồi xin nhắc lại, xin mời tất cả các anh em chạy một kêu nha, một kêu qua trái để phải, qua phải để trái con gái ơi. Rồi cắt cho tao, cắt đi. Ai lớp suối tiền mình quay một vòng cho các bạn coi. Đó, đại tàng đại tiên không à? Thank you.
mấy chú kỳ lân à, quá trời luôn. Kỳ lân khổng lồ không các bạn. Thực tế ngoài mình nhìn là khổng lồ đó, mình nhìn trong điện thoại mình thấy nhỏ rồi. À, mấy chú kỳ lân khổng lồ. Chú chính giữa là bự nhất á. À, ngoài cái móng hồng ghê. Xuống dưới ở dưới cái hầm dưới đây nè bạn. À, dưới đây cũng có vị Phật.
Nói đây là các vị Phật các bạn. Đây là xá lợi Phật các bạn. Thank you.
Đây là cái trò chơi đó các bạn. Giờ này hết người chơi rồi. Có người chơi mình quay cho bạn coi nha. À, cái chỗ này người ta kêu là Long Hoa Thiên Bảo á. À, mình cũng không biết ở trong có gì nữa. Như là Phụng Hoàng Thiên đó các bạn. Như là Thiên Long Phụng Hoàng Môn. À, mình không biết trong đó có gì. Thôi video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Số tiền rộng lắm, nếu mà nói nào mà để đi một ngày á mà để tham quan hết số tiền là không được đâu. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Chúc các bạn có một ngày làm việc đầy năng lượng và một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Xin chào, bye bye.